bà ra chút chỉnh ra gì chị chạy xe giống như Nam nó chỉnh cho mình cũng Nam quay lại Nam giống như ừ đó con ấy là con bấm cho chị bà ôm chưa chụp cái chụp đại đi cái mặt đưa ra cái mặt nhỏ mà cứ giấu cái này đó ừ ừ đẹp quá giấu bà bay rồi đẹp quá đẹp mắt kiến đi chưa tắt mà em vừa bị sợ chưa dính tâm chụp quá rồi gì xấu chưa sửa cái vơ vơ án rồi đứng cho nó có kiểu em nữa chưa hoài à nè nhiều quá vậy rồi rồi tắm khỏi đeo kính này rồi vậy đó nghiêng qua đây chút gần gần chút nghiêng qua đây nè xéo vậy đó xéo nhẹ nhẹ thôi xéo nhẹ lại xéo nhẹ qua vậy nè đừng có nhăn nha bà hai đẹp quá nào chụp lên á chụp lên nhìn nó đẹp không thấy ở đá còn nè canh chụp lên thôi nó canh mình đẹp hơn còn mình nhướng nó cái mặt mình nó gần chụp lên nghiêng vậy đó sao chụp nghiêng vậy nè giống như mẹ nó đưa cái máy nghiêng đưa máy nghiêng nghiêng lên nó chụp lên trên vậy đẹp thì quá bài sắc xì quá tắm thử không chưa tắm nữa cái gì chỉnh nha chỉnh nghiêng lên thấy mặt trời vậy đó xuống chút hơi nọng má nhầm gì đó em nghiêng quá thấy nọng mẹ hơi vậy vậy đi được á